Messi, Mbappé thân thiết trước ngày chia tay. Lionel Messi cho thấy sự thoải mái sau một kỳ nghỉ ngắn. Anh luôn nở nụ cười trong suốt buổi tập. Phóng viên còn ghi lại khoảnh khắc khi Mbappé hỏi thăm Messi khi thấy vùng gáy của đàn anh người Argentina bị mần đỏ. Ở mùa này thì Messi, Mbappé và Neymar là nhân tố chính giúp PSG bảo vệ thành công chức vô địch Ligue 1. Messi đóng góp công vào 32 bàn thắng, trong đó có 16 bàn, 16 kiến tạo. Mbappé có 28 bàn, 5 kiến tạo. Neymar nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương nhưng vẫn kịp ghi dấu ấn với 13 bàn và 11 kiến tạo. Dù vậy, cổ động viên vẫn tiếc nuối khi không thể chứng kiến bộ ba đẳng cấp thế giới này cùng nhau nâng cao chức vô địch Champions League. Tối ngày 1 tháng 6, huấn luyện viên Galtier xác nhận Messi sẽ rời PSG sau mùa giải 2022-2023, đồng thời ca ngợi cậu trò người Argentina là cầu thủ hay nhất lịch sử. Messi đang cân nhắc giữa nhiều biến đỗ. Anh từng nhận đề nghị từ Ả Rập Xê Út với mức lương gần nửa tỷ euro mỗi mùa. Barcelona, Inter Miami cũng đang rất muốn có sự phục vụ của nhà đương kim vô địch World Cup. Ronaldo khuyên Messi và Neymar về với đội của mình. Messi và Neymar đang trên bờ vực rời PSG mùa hè này. Hợp đồng với PSG của Messi sẽ hết hạn vào tháng 6 và nhà vô địch World Cup, người Argentina, đã được xác nhận sẽ chia tay nhà vô địch Ligue 1. Mặt khác, Neymar được cho là cầu thủ mà PSG rất muốn bán vào mùa hè này và đã được liên kết với việc chuyển đến Premier League. Với tương lai của cả hai tiền đạo đang bị nghi ngờ, Ronaldo đã đưa ra một tuyên bố thú vị, nói rằng anh sẽ tìm một khoảng trống ở Cruzeiro cho họ. Sporting trích dẫn: "Tôi rất tin tưởng vào chất lượng kỹ thuật, cả hai đều có thừa, nhiều đến mức lịch sử họ tạo ra ở bóng đá châu Âu đã nói lên điều đó. Bây giờ bạn phải xem thực tế các điều kiện của cả hai. Theo logic thì tôi dễ dàng tìm thấy một khoảng trống ở Cruzeiro." Tương lai của Messi vẫn chưa chắc chắn. Với Barcelona là một bê đỡ tiềm năng của anh, Neymar sẽ không quay lại đội bóng cũ. Thay vào đó, anh được đồn đoán là chuyển tới Manchester United. Benzema rời Real Madrid đối đầu với Ronaldo. Hàng loạt nguồn tin uy tín xác nhận Karim Benzema sẽ rời khỏi Real Madrid vào mùa hè này sau 14 năm gắn bó. Tiền đạo người Pháp đã tiết lộ với ban lãnh đạo Los Blancos rằng anh muốn chuyển đến Ả Rập Xê Út để thi đấu. Theo tờ Goal, đôi kim của bóng vàng sẽ kiếm được 400 triệu euro, tương đương với 346 triệu bảng trong suốt hợp đồng 2 năm khi chuyển đến đầu quân cho Al Ittihad. Đây là đội bóng vừa giành chức vô địch Saudi Pro League mùa này, hơn Anas của Ronaldo 5 điểm. Thỏa thuận của Benzema sẽ chứng kiến anh đóng vai trò là đại sứ cho cuộc chạy đua giành quyền đăng quai World Cup 2030 của quốc gia này. Sự ra đi của chân sút 35 tuổi ắt hẳn sẽ mang lại nhiều sự tiếc nuối cho các fan của Los Blancos. Benzema chuyển đến Bernabeu từ Lyon vào năm 2009, trải qua bao nhiêu thăng trầm cùng ngóa kiên kiên trắng. Chân sút người Pháp giành tổng cộng 5 chức vô địch Champions League, 4 chức vô địch La Liga cùng vô số danh hiệu khác. Anh đã ghi được 353 bàn thắng trên mọi đấu trường sau 647 lần ra sân cho câu lạc bộ. Mùa giải 2021-2022 là đỉnh cao sự nghiệp của Benzema khi những màn trình diễn xuất sắc của anh giúp cho Real thâu tóm hầu hết mọi danh hiệu, đồng thời dành cho bản thân của bóng vàng danh giá. Jose Mourinho ngầm xác nhận sắp rời Roma. Jose Mourinho vừa dứt chuỗi trận toàn thắng khi lọt vào chung kết trên cương vị huấn luyện viên sau khi AS Roma để thua Sevilla trong trận chung kết Europa League. Ông thầy người Bologna đã ném chiếc huy chương bạc lên thẳng khán đài ngay sau khi được trao để bày tỏ sự bức xúc với trọng tài. Mourinho còn đợi bằng được tổ trọng tài điều hành trận đấu trong khu vực để xe của sân vận động để bày tỏ sự bức xúc. Người đặc biệt sử dụng 2 thứ tiếng, trong đó phần tiếng Anh khá thô tục. Thật sự là nỗi ô nhục. Xin chúc mừng, ông đã thành công trong việc tự ô nhục bản thân mình. Hiện tại các bên liên quan chưa có động thái nào về việc này. Tuy nhiên, nếu UEFA quyết định điều tra, Jose Mourinho nhiều khả năng sẽ phải nhận án phạt nặng vì hành vi công kích trọng tài. Câu chuyện đó sẽ rõ ràng trong vài ngày tới, còn tương lai của Mourinho vẫn là câu hỏi rất lớn. Ông thầy người Bồ Đào Nha đã gần như xác nhận sẽ rời AS Roma, nhưng biến động mới vẫn chưa được tiết lộ. Tôi muốn ở lại AS Roma, nhưng tôi nghĩ mình xứng đáng hơn thế. Tôi có chút mệt mỏi khi phải làm huấn luyện viên, làm gương mặt trên truyền thông với những vụ cướp kiểu như thế này. Tôi sẽ nghỉ ngơi vào thứ Hai. Nếu có thời gian, tôi sẽ trao đổi luôn với ban lãnh đạo câu lạc bộ, hoặc điều đó sẽ diễn ra sau kỳ nghỉ. Tôi đã nói trước với họ rồi, nếu như có đội bóng khác liên hệ, tôi sẽ báo với ban lãnh đạo đầu tiên. Thẳng thắn và trung thực là phong cách của tôi. Tôi đã làm điều đó khi Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha liên lạc hồi tháng 12. Còn hiện tại tôi chưa tiếp xúc với đội bóng nào cả. Lời tuyên bố này đồng nghĩa với việc ông thầy người Bồ Đào Nha sẵn sàng ra đi nếu như nhận được lời mời hợp lý. Hiện tại thì hợp đồng của người đặc biệt với AS Roma còn thời hạn 1 năm. Trước đó thì xuất hiện tin đồn Jose Mourinho sẽ gia nhập PSG trong mùa giải tới. Rắc rối mới của Greenwood xảy ra với MU. MU chưa quyết định liệu Mason Greenwood có còn tương lai ở Old Trafford hay không. Trong trường hợp chọn bán tiền đạo 21 tuổi, hiện có những dấu hỏi xuất hiện xung quanh giá trị chuyển nhượng của chân sút này. Nếu Manchester United quyết định bán Greenwood, người ta tin rằng có một số câu lạc bộ hàng đầu châu Âu quan tâm đến việc ký hợp đồng với cầu thủ chạy cánh này, bao gồm khá khổng lồ của Ý, Juventus. Tuy nhiên, MU sẽ phải đối mặt với tình trạng khó khăn và thách thức nếu chấp nhận đề nghị hoặc hơn nữa, bắt đầu đàm phán với các đối tác về vụ mua bán tiềm năng. Nếu Greenwood ra đi, Quỷ Đỏ phải đảm bảo họ thu về mức phí phù hợp cho cầu thủ này. Rõ ràng chỉ cần được trở lại chơi bóng, Mason Greenwood có tiềm năng bùng nổ lên một tầm cao mới tại câu lạc bộ khác. Do đó MU có lý do để bán Greenwood với giá cao. Ngược lại thì MU cũng ý thức được việc Mason Greenwood đã không thi đấu trong thời gian quá dài và vì lý do đó họ chắc chắn phải xem xét hạ giá bán. Nhưng khi không sử dụng, việc bán Greenwood có thể giúp MU huy động tiền để mang về tân mình. Ngoài thể lực thì MU cũng phải tính đến chuyện tâm lý của Greenwood có thể bị ảnh hưởng nặng nề và không có gì đảm bảo cầu thủ này sẽ sớm trở lại thi đấu đỉnh cao. Tất cả còn khá mơ hồ và MU có thể đưa ra quyết định sáng suốt nhất. Nếu bán thì MU phải chấp nhận mất đi một cầu thủ tiềm năng rất lớn. Nhưng làm vậy họ khó có thể thu về một khoản tiền lớn như kỳ vọng. Nhưng rõ ràng Greenwood sẽ không ở lại Anh nếu nằm trong diện thanh lý của Quỷ Đỏ. MU quay trở lại với thương vụ 113 triệu bảng. Joao Felix gia nhập Chelsea từ Atletico Madrid vào tháng 1 vừa qua theo dạng cho mượn. Với thời hạn 6 tháng, anh đã ghi được 4 bàn thắng sau 20 lần ra sân cho The Blue. Tờ Mundo Deportivo của Tây Ban Nha cho biết, MU luôn để mắt đến cầu thủ người Bồ Đào Nha sau khi hai bên đàm phán bất thành về một thỏa thuận cho mượn trong tháng 1 do những sự khác biệt nhỏ giữa hai câu lạc bộ. Và lúc này thì Erik ten Hag có khả năng tái khởi động kế hoạch ban đầu của mình trong bối cảnh người đại diện Jorge Mendes đã bật đèn xanh. Mundo Deportivo tiết lộ MU có thể hỏi mượn Joao Felix hoặc mua đứt và bên cạnh họ còn là 9 câu lạc bộ khác đang theo dõi cầu thủ này. Trước đó, Atletico Madrid đã trả cho Benfica 113 triệu bảng để chiêu mộ Felix trong năm 2019 với chữ ký có thời hạn đến 8 năm. Anh đã có 131 lần ra sân cho đội bóng của Diego Simeone, ghi 34 bàn thắng và giúp họ giành chức vô địch La Liga mùa giải 2020-2021. Chelsea chốt giá bán Mason Mount cho MU. Mason Mount đang đứng trước nhiều đồn đoán về việc sẽ chuyển đến Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Và mới đây trong những chia sẻ trên trang Twitter cá nhân, nhà báo uy tín Romano cũng lên tiếng xác nhận Mason Mount muốn gia nhập MU khi các cuộc đàm phán đang diễn ra ở hậu trường. Không có vấn đề gì về các điều khoản cá nhân, nhưng thỏa thuận vẫn chưa được tiến hành vì có khoảng cách lớn giữa hai câu lạc bộ. Chelsea tiếp tục yêu cầu mức phí ít nhất là 80 triệu euro cho Mason Mount. Thỏa thuận sẽ không xảy ra ở giai đoạn này. Được biết rằng phía MU định giá ngôi sao người Anh ở mức 50 triệu bảng, khoảng 58 triệu euro. Bởi Mason Mount cũng chỉ còn hợp đồng tại Chelsea cho đến mùa hè 2024. Tuy nhiên đại diện thằng London sẽ không dễ dàng bán niềm tự hào của câu lạc bộ với lời đề nghị đó. Trước những diễn biến hiện tại thì khả năng các cuộc đàm phán giữa đôi bên sẽ còn kéo dài. Trước đó phía Quỷ Đỏ cũng cần hoàn tất xong quá trình chuyển giao chủ sở hữu.